Và chúng ta cũng đến với trận thi đấu thứ 3 trong kèo đấu AC giữa Chuyên Mệnh Đu 97 thôi. Một trận thi đấu nữa mà không biết là nó sẽ lại như thế nào. Khó nói lắm. Và kèo đấu này thì kèo đấu là Chuyên Mệnh như lưới giá là nhìn thôi. Có lẽ là trận đấu này thì U97 sẽ rất quyết tâm nếu thể giành được chiến thắng. Nhưng mà đâu có phải dễ đâu. Rất kỹ xảo trong những cái kèo đấu solo của mình. Vâng, bây giờ thì thấy nó luôn bãi quả phụ rồi. Rất gần với bãi quả chính. Bãi quả phụ, bãi quả 6 dành cho U97. Rồi thêm bãi hiệu đôi vòi nữa thì là tươi. Vâng, như lại trận thi đấu này thì đồ của U97 là khá tươi. Hòa thấy, hiểu thấy. Bây giờ thấy hai bãi hiệu, bãi hiệu đôi. Bãi hiệu. Bây giờ là tổng cộng là 9 con, 10 con, 11 vâng, bãi hiệu, một bãi hiệu 16 và bãi hiệu 5 chúng ta. Phi hết liệu quan hết được không? 11 con hiệu đã nằm rồi nhưng mà chỉ có 2, 4, 6, 7 dân ăn thôi. Đấy là cái cần cắt những thành công dân ra tiếp để có thể ăn được hết bãi hiệu này. Không ăn thì phí lắm, phí hết mà không ăn thì phí quá phí. Bác Hồ dạy rồi, không được lãng phí. Bây giờ thì có lẽ là cần phải bò bế nhà cửa không dần thôi. Rồi ăn luôn bãi quả. Và như vậy là nhìn hơn một dân so với là Chuyên Mệnh. Với là ra sớm hơn thôi, ra sớm khoảng 10 giây thôi. Thế ký thêm một cái BS nữa ở gánh chân thông này. Trận này mà thua đấy, giống là bó tay chấm con. Không còn điều gì để nói cả. Hai mươi sáu dần tới ở 80x. 26 dân đến từ 97 đều ở 81x. Dắp thêm hai hiệu về nữa cho nó khỏe. Thomas.
27 dần sẽ đài 6 dân cộng 1 và kinh tờ 13 x 13 hay 14 x, có lẽ là 14 x rồi. 14 x với 27 dân đến từ ASEAN của U97. Trận thi đấu này thì lực về thực thì là rất khỏe dành cho U97. Vâng, như vậy là với cái chuyên mệnh của anh với 27 dân châu thật, còn hai ông châu đánh với nhau. Vâng, một ông thì lên đời sau, ông lên đời trước. Ông lên đời trước thì có vẻ lực cũng khỏe hơn. Bắt đầu xóa ruộng. Vâng, tôi cô đầu là cực đều. Cực đều đến từ U97 với 5A. Tầng cực đều thứ hai cũng là cực đều. Một tơn là 160 thực, một tơn là cái 2 lít thực, rồi cứ thế là sốc quá. Bắt đầu đẩy nó vào mình đi. Đây rồi, về chuyên mình cũng đã có tầng vừa đầu tiên. Nàng uốn éo này có thể én ngay, nhưng mà cùng R của chúng mày là đang lợi thế hơn. Là có ốp A luôn không? Ốp A luôn đi cho nó mát. Vì vậy là cung R của chị bạn cũng là rất đông. Và vừa mới thấy bóng dáng của tên cung R đầu tiên thôi, bây giờ đã từng vừa thứ 3 đến cái chị bạn rồi. Cũng rất nhanh. Lực có vẻ là khỏe rồi. Thủng rồi. Lọt rồi. Lao vào. Có thêm một tên đấu bài nữa. Tươi rồi, trận này thì tươi. Trận này thì tươi, được chưa? Một trận thi đấu mà lọt thẳng vào bãi ruộng của chú mận. Còn một tên đấu khá to vào mặt A nữa. Lực là rất khỏe. Vâng, thằng này bắt đầu đè dành cho U97.
phận tuân cùng rồi. Nâng chặt của hai thôi. Bắt đầu có những tên cùng được đẩy đẩy đi đến vị trí vậy. Rất đông cùng rồi. Vâng, vẫn rất đông cùng R đến từ truy mệnh. Vâng, điều R rất tốt. Vâng, toàn bộ những con cùng R của U97 đang nằm dần theo thời gian. Vâng, một pha điều R mà U97 không để ý. Rõ ràng là thấy rồi mà vẫn đứng để bắn. Trong khi đó thì truy mệnh là người điều R hay hơn. Đáng lòng. Có cái sự đáng lòng không hề nhẹ đến từ U97. Bắt đầu lọt được vào nhà hay không đây? Một cung rồi lọt vào. Sao truy mệnh không bo vào cái nhà? À đây, đây, quyết định đổi nhà xem. Bắt đầu lao vào nhà của U97 rồi. Của trung mệnh cũng đang là rất đông thời điểm hiện tại. Hôm nay là vấn đề về châu 97. Nhưng bây giờ thì vẫn không có con cung R của trường góp máy vào nhà của 97 rồi. Cần cẩn thận để cái tân cung R to. Cần điều tân cung R to. Và họ đứng trên dốc. Họ đứng trên dốc. Tân không để ý đến từ 97. Cứ thế đứng bắn thôi. Nhà cũng đang bị góp máy nữa. Mọi người tham này của U97 đè rồi. Vâng, giữ tham tốt lên là win. Vâng, vẫn có cung rờ mất máy tài thật. Bây giờ thì người cũng người mà lợi thế hơn lại là U97. Phát được rất nhiều cung R đến từ chính mệnh. Đấy, cánh rừng thông này thì sắp thông nhau đến nơi rồi. Mà như vậy chính mệnh vẫn không bò lại, có thế là chặt thôi. Như vậy là game speed train đến từ chính mệnh. Thằng này nó cũng không phải là quá đè thành cho U97. Nhưng đổi lại đó U97 đang là người giữ tham tốt. Và tân cung R vẫn khá đều. Thằng này là 59/72 đến từ U97. Vâng, như vậy là số lượng nông dân đến từ U97 đó là 57. Sau khi đó thì mệnh chỉ là 51 thôi. Khuấy là đang làm gì? F3 rồi. Trận đấu đang được tạm dừng. Chúng ta hãy cùng chờ để quay trở lại trận thi đấu này. Thế này chuyên mệnh bắt đầu bị đè bởi U97. Tài đang là 60-40. Như vậy là trận đấu đã quay trở lại với chúng ta. Bây giờ thì bắt đầu đẩy cùng R đi nữa đến từ 97.
cùng gờ của AC đến từ cú sút đẩy ngang tương đối đông. Ốp vào, ốp vào mặt A để Nacho. Đứng đốt A thôi, đứng đốt A thôi. Lực của chim vậy không phải quá khỏe. Sự cung đường mình là đông hơn, ốp A thôi. Vâng, như vậy là chị bệnh đã quyết rồi. Tỷ số từ Zuna xuống còn 1-2 trong kèo solo AC dành cho U97. Chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ 4.